là ở bên Việt Nam mình vẫn còn thiếu kiến thức đó rất là nhiều. Và thường là khi nào mà họ té đau rồi họ mới biết được những cái điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ làm video này hướng dẫn cho tất cả mọi người là hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay hai mẹ con mình đi chợ và mua một ít đồ về dùng hàng ngày. Tại cũng hết đồ rồi, tủ lạnh đồ rồi cũng hết đồ ăn với những cái rau củ rồi. Ngày hôm nay đi chợ và khi mà ngồi trên xe thì mới sực nhớ lại một cái câu chuyện của một người bạn là ở bên Việt Nam hiện làm. Thì Minh nhận được một tin nhắn của người bạn bên Việt Nam, thì người bạn thân của Minh là bảo là báo một tin mừng là có baby. Nhưng mà ngày trước thì hai vợ chồng chưa có định là có baby, cho nên mình không có khái niệm chuẩn bị cho con mình sinh ra đời như thế nào. Có bầu rồi nó xảy ra cái chuyện là hồi hộp và bắt đầu lo lắng, bắt đầu diễn ra là lo lắng cho cái đứa con của mình nó như thế này như thế kia. Và điều quan trọng là bạn của mình nó nhắn tin với mình nói là hiện tại bây giờ thai bác sĩ nói là khá là yếu, cho nên bây giờ đang rất là lo. Thì mình mới sực nhớ lại là lúc trước mình cũng đã mang bầu nhóc tỳ này nè. Và trước nhóc tỳ này là mình đã sảy thai 2 lần. Do là mình không có biết cách dưỡng thai và mình không có biết chuẩn bị khi mà trước khi mang thai như thế nào đó. Cho nên ngày hôm nay mình ngồi đây và mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cái kinh nghiệm mang thai của mình. Và cũng như là mắc những cái điều mà chưa ai nói cho mình biết khi là trước khi mang thai cần phải làm những gì. Thì ngày hôm nay video này mình sẽ chỉ chi tiết cho tất cả mọi người biết về những cái điều đó. Điều đầu tiên là phải chuẩn bị sức khỏe cho thật là tốt. Cái điều này có lẽ là các bạn sẽ nói là ồ, cái điều đó là điều dĩ nhiên mà cần gì phải nói. Nhưng mà đối với Minh á, thì cái điều đó là cái điều nó còn nhiều kiến thức hơn nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là mình ăn uống rồi sinh hoạt tốt, tập thể dục cái gì đó, là nó không có nằm ở hạn chế ở cái mức độ đó. Mà cái điều mà mình nói ở đây là các bạn phải chuẩn bị sức khỏe thật là tốt. Đó là ở chỗ là các bạn phải đi chích ngừa 3 mũi tiêm trước khi mang thai, là những cái ngừa uốn ván, ngừa bệnh đau, rồi ngừa cái bệnh nguy hiểm nhất là cái bệnh dị tật thai kỳ. Thì 3 cái mũi tiêm đó là đặc biệt quan trọng và cần thiết cho người phụ nữ khi mang thai. Và mình tránh được cái tình trạng là con mình nó sẽ bị dị tật khi mà mình mang thai, và nó sẽ không có bị khờ khạo khi mình sanh con mình ra. Đó là điều đầu tiên, là mình phải nên đi chích ngừa 3 cái mũi tiêm quan trọng trong cái cuộc đời mà có người phụ nữ mang thai đó. Điều thứ hai là các bạn phải nên đi khám phụ khoa để kiểm tra cái tử cung của mình nó có vấn đề gì hay không, và nó có được khỏe mạnh hay không, để mình can thiệp trước khi mà mình mang thai. Có thể là mình sẽ tránh được những cái trường hợp giống như thai ngoài tử cung, hoặc là cái buồng trứng của mình nó yếu, hoặc là buồng trứng mình nó dày mà nó không có đủ tốt, đủ điều kiện để có thể mang thai một đứa trẻ khỏe mạnh và lành lặn. Thì cái điều đó là mình nghĩ là khi mà mình mang thai xong rồi, cái thời gian lần đầu tiên mà mình không biết, mình không biết dưỡng thai như thế nào và không biết phải chuẩn bị những gì khi mà mình mang bầu á, thì mình bị sảy thai, và lúc đó thai mình rất yếu và mình bị sảy. Thì khi mà mình sảy xong rồi bắt đầu mình đi khám bác sĩ, thì bác sĩ họ đã hướng dẫn cho mình là những cái điều đó. Là mình nghĩ là ở bên Việt Nam mình vẫn còn thiếu kiến thức đó rất là nhiều. Và thường là khi nào mà họ té đau rồi họ mới biết được những cái điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ làm video này hướng dẫn cho tất cả mọi người là khi mình mang thai là mình nên đi khám tử cung để cho biết cái tử cung của mình nó tốt chưa, nó hoàn chỉnh chưa. Có nhiều người cái tử cung của họ sẽ là nó bị lệch đó, là nó không có đưa cái tinh trùng vào gặp cái buồng trứng, mà nó sẽ làm cho cái, nói chung là cái một cái tinh trùng nó không có đi đến đâu hết trơn đó, nó làm cho giữa tinh trùng và trứng nó không gặp nhau và mình sẽ không thụ thai được.
Và khi mà ví dụ như cái tử cung của mình nó không có được ổn, hoặc là nó có một cái dấu hiệu nó không tốt, không có bình thường, thì cái trứng nó sẽ không nằm ở cái ổ tử cung của mình, mà nó nằm ở cái ổ buồng, ngay cái bên bên hông cái buồng trứng, và ngay cái chỗ mà các bạn biết khi cái tử cung làm nó có một buồng tử cung ngay đây, xong và nó có hai cái nhánh hai bên, thì nó sẽ nằm ở hai bên cái cổ tử cung đó, và nó làm cho mình nó có thể là cái người mang thai, người mẹ nó sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng rất là nhiều và rất là nguy hiểm. Cái đó gọi là thai ngoài tử cung. Đó là cái điều đó mình cảm thấy là rất là nguy hiểm, mà hầu như là ít ai biết lắm. Những cái cô gái mà mới lớn mà có lập gia đình đó, thì những điều này hầu như là họ chưa biết, chỉ trừ khi là họ bị vấp phải, hoặc là họ sinh đẻ rồi thì họ mới hiểu được những điều đó, do bác sĩ nói hoặc là họ tìm hiểu qua thông tin. Và mình cũng thấy là khi mà mình mang bầu á, và khi mình bị sảy thai một lần rồi á, thì bắt đầu mình mới đi tìm hiểu những chuyện đó, là mình tìm hiểu tại sao mình bị như vậy, rồi tại sao thai kỳ nó không được mạnh. Thì bắt đầu mình tìm hiểu về cái lĩnh vực về tử cung, về cách thụ thai như thế nào, rồi bệnh của phụ nữ ra sao. Thì lúc đó mình mới phát hiện ra được là mình lúc đầu là mình đã không chuẩn bị hoàn toàn tốt cho cái việc mang thai của mình. Đó là hai điểm mà mình muốn nêu ra cho mọi người. Điểm thứ ba là điểm cũng cần lưu ý, là mình phải nên cho mấy anh đi khám sức khỏe về cái vấn đề tinh trùng như thế nào, và mấy anh có thật sự khỏe mạnh hay không, hoặc là mấy chị nếu như mà mấy anh ngại về những chuyện đó và không thích đến, thì mấy chị nên bồi bổ mấy anh qua những cái thang thuốc bắc đó, thì về nấu cho mấy anh ăn, hoặc là nấu sắc thuốc cho mấy anh uống, để có được cái tinh trùng khỏe mạnh, thì khi lúc đó em bé mình nó ra đời nó sẽ tốt hơn, và cái việc mang thai của mình nó sẽ suôn sẻ hơn và nó ít bị trục trặc hơn. Vì khi mà cái người phụ nữ họ mang thai và họ không giữ được thai kỳ, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người phụ nữ. Cho nên cái điều đó là mình nghĩ là phải lưu tâm, đừng nghĩ là thôi kệ, con chờ cho lúc nào có được thì có, là điều đó mình nghĩ nó cũng không có đúng. Tại vì bây giờ thời buổi bây giờ mình ăn uống đồ rồi nó có chất bảo quản, nó có thuốc trừ sâu, nó có rất là nhiều cái chất hóa học trong người mình, cho nên mình không biết được cái sức khỏe mình như thế nào. Các bạn biết không, 10 năm về trước thì khi mà họ mang thai rất là dễ dàng, nhưng mà 10 năm về gần đây thì như Minh nè, Minh với chị của Minh nữa, chị của Minh mang thai đứa đầu tiên là rất là mạnh khỏe, không bị gì hết, mà mang thai đứa thứ hai là một năm trước là chỉ bị sảy thai. Là đó, là cái điều đó là cũng nói lên là chuyện là cái sức khỏe của mình nó xuống rất là nhiều, và nó ảnh hưởng rất là nhiều bởi thức ăn thức uống đồ. Cho nên nó mình cũng nên đi khám sức khỏe cả hai vợ chồng luôn. Vợ thì khám theo vợ, mà chồng thì khám theo chồng luôn, để mình chuẩn bị cho một cái hành trình mang thai và con mình nó tốt nhất, và mình không phải hối tiếc khi mà ví dụ như mình lỡ sảy một đứa con hay như thế nào đó, thì tránh cái trường hợp là hối tiếc. Mà thứ tư là mình muốn nhắc đến, đó là các bạn phải chuẩn bị tâm lý thật là tốt. Đừng có hoang mang quá, đừng có lo lắng quá, thì mình nên tìm hiểu những cái vấn đề đó trước đi. Trước khi mình lập gia đình xong, là mình nên tìm hiểu những vấn đề đó, khi có thai như thế nào, và cách ăn uống ra sao, thì mình nên tìm hiểu sơ qua đi, để mình có được cái tinh thần vững vàng, mà mình không có bị áp lực về cái chuyện là có con. Thì khi các bạn mà bị áp lực về cái việc có con quá, là nó sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh, và nó làm co thắt cái cổ tử cung rất là nhiều. Và khi các bạn bị stress, bị cái dây thần kinh của mình nó bị kích động nhiều á, là nó sẽ làm cho cái tử cung của mình co thắt nhiều và siết nhiều á, nó sẽ làm cho cái bào thai nó không có bám chặt vào cái thành tử cung, cho nên nó rất là dễ sảy thai. Và nếu như có thai đi chăng nữa thì cái thai nó sẽ rất là dễ bị sảy. Đó là cái điều quan trọng, và hầu như là những người mà mới mang thai hầu như là ai cũng bị hết, do là mình
mình bị áp lực nhiều quá. Mấy người theo kiểu là cơ thể họ đã yếu rồi, và những người giống như là họ đã bệnh, họ có sử dụng thuốc và giống như thuốc trị bệnh, hay là trước lúc đó là họ đã dùng thuốc ngừa thai quá nhiều, thì nó có một sức khỏe và sức đề kháng nó không được tốt, thì gặp thêm cái trường hợp là bạn bị stress nữa, thì nhất định là cái chuyện mang thai của bạn sẽ rất là ảnh hưởng, và nó sẽ dễ bị sảy thai và tụt thai rất là mau. Đó là cái điều thứ tư mà mình cảm thấy nó cực kỳ quan trọng, đó là tâm lý của mình nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình mang thai của một người mẹ. Và một điều cuối cùng nữa là mình muốn nhắc đến tất cả mọi người, những người nào anh chị em, những người mà mới lập gia đình và đang có dự định có con, thì nên cẩn trọng và luôn để ý cái thay đổi trong cái cơ thể của mình. Vì lý do tại sao mà mình lại nói như vậy là thường á, là các bạn thường chủ quan và thường nghĩ là khi nào có con đi rồi tính. Thì khi mà mình có con là mình sẽ không nhận biết được là mình đang có bầu, và mình làm những cái việc nặng hoặc là mình vô tình hay sơ ý mình làm một cái điều gì đó làm sảy thai trước khi mình phát hiện ra là mình có thai, thì cái điều đó nó rất là đáng tiếc. Và mình đã từng bị rồi, và mình nêu ra một cái điều đó là các bạn nên chú ý về cái sự thay đổi trên cái cơ thể của mình. Đặc biệt là ví dụ như các bạn cảm thấy là ngực thì căng tức, rồi mông thì có vẻ là nặng trĩu, và mình có cảm giác buồn ngủ hoặc là buồn nôn, thì cái điều đó là mọi người đã biết rồi đúng không? Nhưng mà mình có cái cảm giác buồn ngủ rất là nhiều, cứ thích ngủ thôi, ví dụ như 9 giờ sáng thức dậy nhưng mà tới 12 giờ trưa là mình có thể ngủ được nữa rồi. Đó là cái biểu hiện của những người mà mang bầu. Và theo kiểu là những cái biểu hiện là cái người phụ nữ họ, cái ngực họ sẽ rất là căng tức nè, cái đì nó sẽ cảm thấy nặng hơn nè, và nó làm cho mình mệt mỏi nè. Đó là những cái biểu hiện của những người đã mang thai. Thì các bạn nên chú ý cái về cái cơ thể của mình, nó tùy mỗi người nó sẽ có một cái cảnh báo cho mình biết được là mình có thai. Cho nên các bạn khi các bạn lập gia đình xong mà các bạn đang có ý định, và theo khi mình thả đó, mình thả để mình muốn có bầu đó, thì mình nên chú ý những cái điều đó, và mình nên cẩn thận, làm việc nhẹ nhàng thôi, hạn chế làm việc nặng để tránh cái trường hợp đáng tiếc xảy ra là mình bị sảy thai, hay là một cái những cái điều đó nào đó nó làm cho thai của mình nó bị yếu thì nó không có tốt. Đó là những cái điều mà mình khi mình mang thai và mình cảm nhận được, và mình đã trải qua và có rất là nhiều hối tiếc trong cái quá trình mang thai của mình. Cho nên mình muốn đem lên đây chia sẻ với tất cả anh chị em, những chị em nào đó đang lập gia đình và đang có một cái kế hoạch là sinh em bé, thì nên tham khảo những ý kiến này của mình. Chị mong là những điều mà mình đưa ra có thể giúp ích được cho các anh chị em và các chị chuẩn bị làm mẹ. Sao con? Con nói gì? Này hả? Nói này hả? Đó, con trai em nó quậy đó. Thì những điều mà em đưa ra có thể giúp ích cho tất cả chị em nào đó đang chuẩn bị làm bé bỉm sữa. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của hai mẹ con em. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đăng ký subscribe kênh ủng hộ mẹ em nha, mẹ con em nha. Và đừng quên nhấn cái chuông để nhận được nhiều thông báo khi mà mình up video lên. Bye bye.